đây là kết quả thì hiện tại, bởi vì là chúng ta đã được neo vào tâm trí từ rất lâu, hoặc là đứa bé đã được ai đó đặt cái bàn này lên tay vào đó và nói rằng đây là cái bút. Nhưng khi chúng ta cầm lại trên tay này thì dấu ấn và giống như bút nó sẽ bung nở, và chúng ta chỉ có thể nghĩ đây là bút ở thời điểm hiện tại thôi. Vậy thì chúng ta muốn đạt được những điều chúng ta muốn trong tương lai thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo ra những dấu ấn và hạt giống, như dấu ấn và hạt giống về cái bút này ở hiện tại, qua 4 bước xếp hạng, 4 bước start up. Ví dụ như là mình muốn bình an trong tâm trí của mình ấy, thì mình sẽ giúp những người luôn có sự lo lắng, sự bất an, thì giúp họ có sự bình an, tức là họ sẽ đạt được cái luôn đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, bình thản và không còn thấy lo lắng sợ hãi nữa. Thì khi mà họ bình an như vậy thì chúng ta sẽ đạt được sự bình an trong tâm trí của chúng ta. Như vậy bài học thứ 5 nữa ra đây là chúng ta muốn có thứ gì thì chúng ta hãy cho nó đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý của chúng ta. Thì khi mà những hạt giống nó đủ lớn, nó đủ nó sẽ nở và chúng ta sẽ đạt được điều chúng ta mong muốn chúng ta. À, như vậy, em xin kết thúc câu chuyện cái bút của mình ở đây ạ. Đưa người nhà lắng nghe. Là cho em cơ hội gieo pen ngày thứ 88 đến 90, và mình sẽ nhớ là xin cho P về hành động kể bên trong ngày hôm nay, cũng như là hồi hướng cho thế giới quan đúng đắn của bản thân này, có đồng đội trong nhóm mối quan hệ của mình, những người thân gia đình và một người muôn loài. Xin chào cả nhà.